mới gặp lại. Wow. Đỏ nha. Ôi, trái dưa này nó đỏ quá luôn. Làm được nhất mini rồi đó. Hai chú gà nó uống cả đời, còn dập xuống dưới nữa. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Chào cả nhà, trở lại với video tiếp theo của gia đình mình nha. Chào cả nhà. Chào ông bà cô chú nè. Chào ông bà cô chú. Thì bữa nay là mùng 2 Tết. Gia đình nhỏ mình sẽ về quê ngoại của mình sao? Đi chúc Tết nha. Ừ. Mình sẽ về quê ngoại thôi, về ngoại của bé Sam, đi bé Sam. Sam à, vô dạ bà nội đi, đưa đi con. Dạ nội, rồi. Rồi. Đi con. Con đi mà. Đi đến Sam. Đi Sam ơi, hai con đi về ngoại với Sam. Đi cả xế xế con gì à? Chơi đi, nay chơi nguyên ngày cũng được đó mà. Xăm nó nôn nãy giờ luôn. Chạy đi, không sao đâu. Sáng gia đình mình cũng cúng rồi. Gần xong. Hôm nay cũng cơm bữa mùng 2 đó. Cũng có thịt kho với hũ hầm. Đơn giản cả nhà. Xăm à, xe con. Từ từ. Rồi xăm đàn trước luôn đi. Đàn trước với ông nội luôn. Phải trước rồi. Rồi đó đi. Không có, không có đi chợ Tết à. Nhờ đi ngoại. Ra ngoại. Giờ nó đi về chợ Tết cái hồi không có đi chợ Tết cái nó khóc. Đi ra ngoại. Đúng rồi, đi ngoại nha con. Bữa nay đi ra ngoại. Sao mai? Nay đi ra ngoại. Sao mai? Sao mai? Con đi ngoại con chứ không có đi chợ Tết con. Đi chúc Tết. Đi chợ Tết á. Rồi. À, kiểu nó cũng thích nữa. Mày đi ngoại như cưng nha. Tới rồi. Đợi chút con. Để cha lấy đồ cái. Đồ cũng nhiều quá nè. Bé thì ngủ rồi. Nãy bú tay ngủ luôn. Trước là ông nội với xong. Nãy xăm cũng cự cả nhà. Kiểu đi xe thích á. Rồi đi nữa. Mấy chiếc xe không chịu. Nãy cũng cự nữ. Một hồi. Ôi nắng con nắng quá em. Thôi kệ đi. Nắng sáng tốt. Lên tôi. Thì năm mấy cũng gặp lại. Thầy áo dài chứ không được quấy. Lọc dép ra sao mà. Em này ngoan quá hả? Ơi, anh là giống chung á. Ngủ vô tư luôn á. Trời ơi, cái cưng hồn. Anh hai không ngoan, anh hai dành của ơi, em. Anh hai nằm giống dành em nữa. Ôi anh hai cạnh anh. Chỗ em ngủ hay sao? Trời ơi, ngủ rồi. Nhóc cái mỏ chung cái mỏ lên kìa. Cái mỏ của ai cả? Cái mỏ của anh hai à. Hai anh em có cái mỏ. Thế đi. Em tóc các bạn sao trời làm gió hay sao? Trăng ánh trăng huy dần sao? Ngày hôm qua bắt hồi đó ngủ luôn. Trăng ánh trăng huy dần. Mắt ăn sáng rồi của anh coi. Kìa, tới kìa. Ôi, Nguyên giỏi. Wow. Hello. Ghê chưa, ghê chưa. Phải à, tao sẽ tao với chị hai chứ. Dạ, bác lấy nè. Để đốt rồi đó. Sao bạn có ba mặt đẹp không con? Ba có mấy ngày có lần chưa? Thì lấy qua làm tăng mấy triệu. Wow. Đỏ nha. Ôi, trái dưa này nó đỏ quá luôn. Nó bị muỗi cắn gì đó. Tối bị muỗi cắn. Thịt nó độc ghê mẹ. Muỗi cắn mà. Cả nhà ơi. Ôi. Nó đỏ giống như là áo dài của hai chị em. Hai không có áo dài chứ hay đầm. Cách tân. Như là áo dài luôn. Ừ. Đây. Em ghé nhỏ. Dữ kìa. Ngủ dậy nhé làm lương nhất mini. Rồi tới vừa ngon quá ta. Tới vừa ngon quá.
À, nhớ nhổ chết rồi nha nha. Ngoại địa chị con nha. Nha. Mừng cho mau lớn nha. Ngoại địa chị à. Đây, chào đi. Chờ múc dọn lên ăn cái nhà. Cháu gà. Cháu gà ha. Múc cháu gà. Nhà sáng nấu mà cháu gà đây cái này. Vô trong nhà giờ bỏ đồ ăn lấy dọn lên xin xê. Có gỏi gà, cháo, như khổ qua hầm, thịt kho, dưa hấu, hủ tiếu xào. Bắt đồ ăn luôn. Hủ tiếu này xào chay, nè, bên đây đồ mặn. Nguyên gọn chay đúng không? Được một món chay hả? Nguyên gọn chay không? À, có bên đây có chả chay nè, đúng rồi, nguyên gọn chay nè. Con Minh là gọn chay đúng không? Trời ơi, hồi sáng bác nấu rồi canh chua cho mình nè, tại vì mình ăn chay. Canh à. Chua rau nhút thơm quá. Giờ nấu cái múc canh chua ha. Canh chua của bác là đầy đủ luôn. Đồ chua dở như lắm, nấu nêm dở. Nhìn là canh chua hóc ngấp dẫn quá ha. Canh chua mà giống như là có đủ loại luôn á. Giống như tập tàng luôn á. Có đậu bắp rồi nữa nè. Ủa sao hôm qua mẹ nó không mua rau nhút mà muốn được mẹ. Bác để thường non rồi đậu hũ nữa. Hồi nồi canh chua quá đầy đủ thôi. Lắm rồi. Ta thích canh chua lắm, đi mua nấm gì nấu cho cha. Dạ. Sáng giờ mẹ chuẩn bị đồ ăn quá trời cả nhà. Cháo vịt lộc cháo gà, canh chua, rồi hủ qua hầm cái kho rồi đó. Với hủ tiếu xào nữa. Rồi thì giờ mình mời cả nhà dùng bữa cơm bữa mùng 2 với gia đình mình nha. Cha ngồi con, mời cha ngồi con chơi. Mẹ ngồi dùng lên cho anh. Cha. Cha ba dùng miếng cơm cho. Ngồi chơi. Rồi. Thôi Nguyễn ơi. Ngồi luôn. Ăn cơm Nguyễn ơi. Rồi có sáu vô mẹ hên quá. Sao? Sao? Đây tí. Dạ. Dạ. Cơm luôn Nguyễn. Đồ chai em cũng ê hề luôn nè. Đây đồ chai của Nguyên. Có hủ canh chua, quên hủ tiếu. Nguyên à. Nguyên chai. Chi xúc lên nè. Gấp bỏ rồi đây hết. Nguyên chai Nguyên. Vậy thông cảm gấp nha chứ bán xin gấp giờ cho con. Dạ, chai. Sao quá thì. Chị quay chưa dạng đây ha quẹn. Trời ơi, tí lạ. Đi rồi. Sáu thì ổng ăn bé rồi cả nhà. Đấy. Nói mời Sáu ăn mà Sáu nói ăn cơm rồi. Ơi, muốn đây kìa. Nãy mới ngủ dậy sao? Uống tay. Làm đường giấc mini rồi đó. Ừ. Uống tay. Sao dữ nhìn xúc xúc con chị có nhỏ. Rồi mời cả nhà. Rồi mời cả nhà nha. Dùng bữa cơm. Mùng 2. Mùng 2 có anh chua ra. Bữa cơm mùng 2 với gia đình mình rất là hoành tráng luôn. Vô anh. Rồi đúng chúc sức khỏe anh nha, năm mới nha. Trời trời khỏe, qua năm dạng chị nhí. Bây giờ mình hết nha. Dạ, cảm ơn cha. Dạ, chúng có múc cơm chứ, có cơm hơn với canh luôn. Em muốn ăn, muốn vô múc luôn. Cái cơm á? Ủa, hôm nay tôi múc luôn. Múc hả? Đây nè. Bún là hủ tiếu. Có canh chua mẹ nấu à. Canh chua chai á. Thơm mẹ nấu cho Nguyên. Gà này gà nhà hả cha? Gà nhà luôn. Gà nó dạng ha. Mới ra coi mắt hai gà bữa Nguyên cho mẹ nè. À. Nó bự quá trời luôn. Màu đẹp hả? Nhà nó tỉnh dai. Dạ. Ăn ngon cơm luôn mẹ ơi. Vậy hả? Con thấy ghiệu lắm rồi mà. Tại vì nồi thịt kho tàu của mẹ thì có hai nồi cả nha. Một nồi mới này thì mẹ nói thịt chưa ghẹo. Thịt kho tàu thì nấu càng lâu thì càng ngon. Có cái đó thì lâu rồi. Hôm nay tại vì không có ai, anh đem lại quà cũng kia. Trời, quá trời. Giờ đồ ăn quá nhiều rồi, giờ đem lên không có chỗ để luôn. Sao? Con nói làm sao? Sao nói làm sao? Cho cha bánh hả? Rồi, cho cảm ơn Sam nha.
rồi, ăn của cha rồi. Cha xăm vô xăm chơi với bà Sáu đi. Xăm vô xăm chơi với bà Sáu đi. Xăm chơi. Cái sao nó hỏi miệng luôn, cái đó bắt chiên cho ngon á. Cái này bắt phơi, bắt cái chiên không có phơi, cái này không phơi, chứ không phơi cũng ngọt. Nó chết chứ không có đậu giò. Gì đây? Bắt ghế lại ngồi với mọi người luôn. Chia trọng mình buồn. Con nội nãy gầy quá không dám lại nội rồi. Con cơm, dẻo dẻo ha. Con bánh nè con. Con không bánh nè. Bánh nè. Con không đi ăn cơm. Hai con nó cái hai. Rồi, cả nhà mình cũng đi luôn. Rồi, chúc mừng năm mới. Rồi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đợi vô rồi nè. Anh chồng còn cũng vô nữa ta. Ăn thịt gà như cha ăn cái ngon. Ăn thịt mình ăn gì? Thích, thích ngon. Chứ là nhớ lần nào hai thương gia mình bữa nào mừng cho mấy đứa mình làm hai thương gia mình uống đã được rồi dập xuống dưới đi hết lòng thì cứ lần hai người hai đâu để xuống rồi tiếp tục vậy đó. Chưa chừng nào no nghỉ thôi chứ đâu á nào no nghỉ chừng nào no nghỉ thôi chứ chắc mày sao biết rồi à thì sao tính được mỗi đứa mỗi chị cho nói hôm nay con đến nhà trước là con có thắp nhang lên mừng tuổi ông bà, sau đó là con năm mới con có gửi tặng bà nội một cái phong bì. Rồi chúc bà nội là lúc nào cũng là được thật nhiều sức khỏe, vui vẻ rồi sống vui sống khỏe với con cháu nha bà. Bà ơi, thì năm Tết nay con cũng gửi bà cái bao lì xì. Dạ, giờ chắc con cũng chuẩn bị về anh ơi. Dạ, mẹ nó ở hả? Dạ, mẹ về luôn rồi. Dạ, ở cho con bữa à. Dạ. Mọi người đây đưa cái xăm ngủ. Xăm ngủ nãy giờ đó nha, mà giờ cũng chiều rồi. Chắc giờ bốc xăm vậy luôn quá. Vậy khóc à. Dạ, vậy chắc khóc rồi đó, mà phải về anh ơi. Xe đang đợi ngoài trước á. Con không bị gửi tặng mẹ. Cảm ơn con. Mới con có diện chúc mẹ lúc nào cũng là vui vẻ trẻ đẹp. Có nhiều sức khỏe. Mới rồi mẹ cũng lì xì để con chứ. Ủa, có nữa mẹ. Giờ mình đổi màu. Dạ, dạ. Giờ mình đổi màu để lộn màu nha. Dạ, đó là con gồng của mẹ đó. Dạ. Con lì xì có tiện ra mẹ. Có gì nữa thì chị quên. Của mẹ là một, của con là mình lì xì mẹ màu xanh đó. Dễ nhớ. Vậy là nãy giờ mình chọn bao nhiêu? Quyên. Để nó nghe, nó nhỏ. Năm mới mẹ cũng lì xì cho con luôn rồi. Rồi năm mới chúc mẹ giàu sức khỏe rồi, luôn rồi. Cảm ơn con. Rồi vạn sự như ý luôn, sống vui sống khỏe con cháu luôn. Dạ, cảm ơn bác. Bác ơi, năm mới con cũng lì xì bác cái phong bì đỏ, chúc bác á là giàu sức khỏe rồi chúng sự như hoài luôn. Là cái này là của bác, cái này là của bác trai. Dạ, bác thầy mẹ con cảm ơn chúc con qua năm. Dạ, bé luôn ha. Con bé thì cái đó chút xíu. Cái gì? Con cảm thấy đó. Chú ơi. Rồi, thay mặt em bé. Cảm ơn nè, cảm ơn Quỳnh. Cảm ơn Quỳnh. Năm mới anh cũng có anh chị có một vị để tặng em nha. Rồi, đây sẵn dịp đây thì để tặng em.
Rồi chúc em năm mới làm ăn phát tài sức khỏe. Rồi lấy lộc đầu năm luôn cưng. Chơi. Dạ không có cái gì. Chơi tới chưa? Dạ, hiểu không? Rồi thôi về cái tổ rồi em. Bây giờ đưa luôn. Bảo câu với anh. Rồi sao? Chứ phải cho mày vấn đề gì không có gì nữa đâu. Có phong bì vợ chồng con có phong bì. Ở chân khỏe thôi. Cái này cái lọc đầu năm bây giờ cha nhận cho con vui phải không? Rồi, cho con vui. Rồi, chứ khỏe thì cha cũng mừng rồi. Nhưng mà... Còn chúc cho cha thật là nhiều sức khỏe. Rồi làm ra phát tài, trúng sầu riêng hoài hoài. Dạ, rồi con nha. Dạ, dạ. Vậy rồi hả? Rồi, gói mặt thực sự kìa, tội nghiệp kìa. Về con ơi. Con về luôn rồi. Bữa nào con ra thăm nội nữa. Dạ. Rồi thì giờ gia đình mình sẽ chuẩn bị về cả nhà. Sáng giờ là ở nhà ngoại xong rất là lâu á. Ở từ lúc mà 8 giờ. Giờ là gần 4 giờ chiều cả nhà. Giờ thì gia đình mình chuẩn bị về thôi. Rồi. Rồi. Vậy mà em ghê ta. Rồi về luôn nha. Hôm nay lớn tới đường cái ngày sinh nhật vậy nó thích với anh rồi hôm nay quá vui tôi ra là trong ca luôn mới ghê không cho nên hôm nay là một bữa nay một cái năm mới mà nó đẹp một cái nó rất dị hồi nãy đã có chút rồi cha thì bữa nay cũng nhậu nhiều á mà anh cha đúng rồi cha hôm nay tôi ra rồi nhậu hơi mệt nhưng mà vui vui dạ nay cha vui lắm có Sâm bữa nay cũng mệt chứ nè nãy ngủ cực tội nghiệp đang ngủ mà bắt dậy đi về rồi mấy Sam nó mệt mà bữa nay con là ngủ nhiều nhất luôn đúng rồi Sam cũng ăn mà bữa nay là đặt chỗ là chủ chủ yếu bữa nay là người tiếp tiếp dài về dễ dễ chứ đã chưa là mệt dữ lắm không dạ dạ nói chung buổi sáng là lại nhà ngoại Sâm là cũng rất là sớm đó nha khoảng 8 giờ tới rồi giờ là gần 4 giờ chiều rồi đấy rồi thì giờ gia đình mình về nha. Năm mới thì chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng, làm đâu được nấy. Đó. Rồi, giờ thì gia đình mình bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye con. Hết nổi luôn rồi.